Chỉ khi nào hai đứa con em được yên bề gia thất, cho phép mình được nghĩ đến tương lai hạnh phúc riêng mình. Chúng ta đâu phải cái thuở bắt đầu yêu, bằng sự rạo rực đam mê của một tình yêu cháy bỏng. Mà anh với em hiện giờ vẫn còn có trách nhiệm với những đứa con khờ vừa mới bước qua tuổi thanh. Em không phủ nhận những lời thôi thúc của con tim, nhưng em sợ không thấy đèn tròn trong tình yêu.